Thưa quý vị, chúng ta đang chứng kiến những giây phút đặc biệt trong buổi lễ ngày hôm nay. Quảng trường Hồ Chí Minh và tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình được khánh thành khỏi lòng mong ước. Quảng Bình luôn có Bác ở bên, với ý nghĩa là biểu tượng văn hóa, lịch sử. Công trình không chỉ là nơi hội tụ tình cảm, niềm tin yêu, lòng tự hào của nhân dân Quảng Bình đối với Bác Hồ, mà còn là địa chỉ thu hút đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế trong hành trình về nguồn. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, quý vị khách quý đã cắt băng khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình. Trân trọng cảm ơn các đồng chí.